chào tất cả mọi người. Trong video lần này thì chúng ta sẽ cùng review về một sản phẩm hệ thống âm thanh hội thảo hội họp đến từ thương hiệu Shure của Hoa Kỳ. Vừa rồi thì mình đã test thử âm thanh của hệ thống âm thanh hội thảo hội họp DIS-5900 đến từ thương hiệu Shure. Được thành lập ở Chicago từ năm 1925 thì Shure hiện tại vẫn là một trong những thương hiệu audio hàng đầu thế giới, đặc biệt với các sản phẩm về hệ thống như micro và các hệ thống âm thanh hội thảo hội họp cao cấp như vậy. Và trong video này thì các bạn hãy cùng mình review và cùng tìm hiểu về sản phẩm DIS-5900 này nhé. Hệ thống âm thanh hội thảo chuyên nghiệp DIS-5900 có thể coi là một hệ thống âm thanh tất cả trong một. Tại vì sao? Tức là hệ thống âm thanh này sẽ cung cấp cho chúng ta cùng có micro và loa cho mọi người và mang lại chất lượng âm thanh tốt trong bất kỳ một không gian với kích thước như thế nào. Hệ thống DIS-5900 thì cho phép 8 người nói cùng một lúc và dành ra 2 kênh để phiên dịch, giúp cho các cuộc họp song ngữ diễn ra một cách suôn sẻ và chúng ta không cần phải kết nối thêm bất cứ một thiết bị nào khác nữa. Đặc biệt thì hệ thống này còn cho phép chúng ta kết nối với các thiết bị hội nghị truyền hình, các thiết bị thu âm và cho phép dịch đồng thời khi một cuộc hội họp đa ngôn ngữ đang diễn ra. DIS-5900 kết hợp micro, loa, phiên dịch và giao diện điều khiển người dùng tích hợp trong một hệ thống. Và giờ đây thì với sự lựa chọn phân vân giữa việc là lắp đặt cố định hay là một hệ thống di động thì DIS-5900 với thiết kế vô cùng phù hợp với các không gian như là các tòa nhà lịch sử hay là các không gian hội nghị đương đại. Hệ thống âm thanh hội thảo chuyên nghiệp DIS-5900 là một trong những dòng sản phẩm rất được ưa chuộng của nhà Shure bởi thứ nhất là giao tiếp đơn giản và dễ dàng. Hệ thống âm thanh DIS-5900 giúp tăng cường việc giao tiếp nhóm, cho phép nghe các cuộc trò chuyện một cách tự nhiên dù trong không gian họp lớn. Micro cổ ngỗng cung cấp khả năng cách ly giọng nói tuyệt vời, trong khi vòng đèn LED màu đỏ cho biết ai đang nói. Tín hiệu âm thanh kỹ thuật số 24-bit được truyền đến từng đơn vị thảo luận để theo dõi thời gian thực từ loa. Một số chế độ hoạt động của micro cho phép kích hoạt micro một cách thủ công hoặc tự động. Thứ hai là thiết kế với kiểu dáng đẹp, chuyên nghiệp. Thiết kế hiện đại, thân thiện, thích hợp với nhiều không gian khác nhau, từ các tòa nhà lịch sử đến các phòng họp hiện đại. Các đơn vị thảo luận DIS-5900 là trực quan và đa năng, giảm sự lộn xộn và tăng không gian làm việc trên bàn. Hai kiểu dáng có sẵn để hỗ trợ nhu cầu của bất kỳ sự kiện nào. Thiết bị để bàn nhỏ gọn, phù hợp cho cài đặt vĩnh viễn. Thiết bị di động, dễ dàng cài đặt và tháo lắp. Đặc điểm ưu việt số 3 đó là cài đặt dễ dàng, linh hoạt. Hệ thống DIS-5900 sử dụng giao thức độc quyền để truyền tải âm thanh kỹ thuật số, điều khiển dữ liệu và cấp nguồn qua cùng một cáp, CAT-5E. Hệ thống hỗ trợ có sự kiện lớn lên tới 250 người tham gia, dễ dàng nhân rộng với các thành phần bổ sung được thêm vào nội tuyến, cấu trúc bố cục đơn giản. Đặc điểm số 4 là có thể quản lý từ xa. Để quản lý hệ thống toàn diện, hãy mở ứng dụng điều khiển dựa trên trình duyệt bằng máy tính hoặc máy tính bảng. Giao diện bổ sung cấu hình hệ thống và khả năng thiết lập thảo luận cho phép quản trị viên chuẩn bị thảo luận với tên người tham gia và số ghế. Chủ tịch hoặc người điều hành sử dụng một trang dành riêng cho quản lý người nói trong suốt cuộc thảo luận. Hệ thống này cũng tương thích với Crestron, AMX và các hệ thống điều khiển khác. Bộ điều khiển trung tâm dễ dàng kết nối với thiết bị hội nghị truyền hình và các thành phần âm thanh bên ngoài. Đặc điểm số 5 là vai trò của người tham gia hội thảo được tương ứng với cấu hình được thiết lập sẵn trên thiết bị. Đơn vị thảo luận DIS-5900 có thể lập trình để hỗ trợ các chức năng khác nhau được yêu cầu bởi những người khác nhau tham gia thảo luận. Trong một sự kiện thông thường sẽ có 3 vai trò tiêu biểu gồm chủ tịch, đại biểu và thông dịch viên. Hệ thống hội thảo DIS-5900 thì gồm có bộ xử lý trung tâm, trình duyệt điều khiển và các đơn vị thảo luận cho tối đa là 250 người tham gia.
Và sản phẩm này thì phù hợp với nhiều nhu cầu sử dụng khác nhau, với thiết kế vô cùng tối giản và thông minh, gồm có micro cổ ngỗng, có loa và các nút điều khiển tích hợp trong một đơn vị thảo luận, phù hợp với các không gian như là phòng họp công ty, hội nghị truyền hình, các cơ sở giáo dục, các phòng xử án, các phòng quản lý hành chính nhà nước hay là các công ty, các tổ chức phi lợi nhuận. Hy vọng những chia sẻ vừa rồi sẽ mang lại những thông tin hữu ích dành cho mọi người về các giải pháp âm thanh chuyên nghiệp. Với gần 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực âm thanh thì Trung Chính Audio chính là một đơn vị uy tín, chắc chắn sẽ mang lại hài lòng dành cho các bạn. Và để nhận những tư vấn về kỹ thuật miễn phí, hãy liên hệ tới số hotline 0904 575856 và để đặt hàng, hãy liên hệ tới số 0902 188722 hoặc truy cập vào website tca.vn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và xin chào, hẹn gặp lại! Trung Chính Audio, âm thanh sống động, công nghệ đỉnh cao. Hotline 0902 188 722.